Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay, Leo sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị bài nhảy How to be your love theo phong cách bachata, dịch là tình yêu của em sâu đậm đến cỡ nào. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài nhảy này, chúng ta sẽ đi theo một hướng, sẽ có tổng cộng là 5 tổ hợp chính. Và bây giờ, Leo sẽ đi trước tất cả các tổ hợp để cho quý vị tiện theo dõi nha. Tổ hợp 1, 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tổ hợp 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tổ hợp 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tổ hợp 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tổ hợp 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tổ hợp cuối bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ cùng đến tổ hợp đầu tiên, được chưa ạ? Chúng ta sẽ có là bước 2 step đi sang ngang và chúng ta sẽ có một bước kép lắc hông tại chỗ. Được chưa? Cái bước này chúng ta gặp rất nhiều trong các bài bachata. Thì chúng ta bước chân phải sang đếm 1, 2, 3, chưa gõ chân trái 4, hạ trụ trả về chân trái 5, tiếp tục gõ chân phải 6, hạ trụ về chân phải 7 và chúng ta gõ chân trái là 8. Được chưa? Ok, tiếp theo đi về ta làm tương tự như vậy. Chân trái lại bước 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, được chưa? Thì đây là bước footstep chúng ta đi rất là bình thường, được chưa? Bước này mọi người có thể, ai có thể đi được, được chưa? Chưa sử dụng đến không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chúng ta sẽ vẫn đi bước này, nhưng đến bước này sử dụng hông nâng cao hơn một chút nhé. Nào, bây giờ khi ai sử dụng được hông rồi, khi mà chúng ta sử dụng được hông rồi thì sẽ đi theo bước này của Leo. Nào, chân phải bước đếm 1, 2, 3, 4 hất hông 5, 6, 7, 8 Tiếp tục 2, 2, 3, 4 hất 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok. Thì cái hất hông này nó là cái bước nâng cao. Vì thế để mà có thể sử dụng bước này thành thạo thì quý vị hãy search những cái bài mà sử dụng hướng dẫn sử dụng điệu lắc hông trong điệu bachata của Leo nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 thì chúng ta sẽ có là bước xích zắc đi lên, được chưa? Đi chéo sang bên phải, đi chéo sang bên trái. Bây giờ chân phải bước thì chúng ta sẽ hông, chúng ta sẽ đi check 45 độ sang phía bên phải này, kết hợp với tay đưa từ dưới lên trên, đúng không ạ? Đầu tiên là chân phải chúng ta đếm này, 1 2 3 4, được chưa? Tiếp theo đếm chân trái thì tay trái 5 6 7 8 đến bên phải làm tiếp. 2, 2, 3, 4 bên trái 5, 6, 7, 8 được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đi lùi về, được chưa? 8 bước. Tiếp tục 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được không ạ? Ok. Thì đến đây thì chúng ta sẽ có 3 câu 8 đầu tiên, được chưa? Ok. Tập mình làm cùng nhá. 2, 3, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Ok. Tiếp theo, đến tổ hợp thứ 3 thì chúng ta sẽ có là bước lắc không tại chỗ. Thì bây giờ này, chúng ta sẽ đưa chân phải sang đồng thời chuyển hông sang bên phải này. Các bạn chú ý này, chúng ta đưa chân chuyển hông sang bên phải này. 1 này, chuyển hông sang trái. 2, chuyển hông sang phải. 3 và 4 thì chúng ta nâng cao cái đùi trái lên, được chưa? Hất cái đùi trái lên, chỉ cần nâng lên thôi được. Ok, thì sẽ là như này nhá. Tay thì ở bên này này, đếm này. 1, 2, 3, 4, nâng đùi trái. Tiếp theo hạ xuống thì chuyển trụ sang bên chân trái luôn. Tiếp theo 4, tiếp theo hạ xuống tiếp tục. 5, 6, 7, 8 thì nâng đùi bên phải, được không ạ? Chúng ta cứ làm như thế, làm 2 lần 8 nhịp nhé. Mình làm thật chậm này. Sang hông bên phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được không ạ? Ok. Đến tổ hợp thứ 4 thì chúng ta chỉ có bước là đi cơ bản, bước 2 step đi sang ngang thôi. Để chưa, bước bắt cho ta cơ bản đi, ta sử dụng lắc hông nhé. Thì chân phải đi sang, chúng ta sẽ đi 3 lần 8 nhịp này. Chân phải bước này. 1, 2, 3, 4 trở về. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Ok, thì đến sau khi đi lần 3 xong 3 lần 8 nhịp của động tác này là chúng ta xong cái turn đầu tiên rồi. Được chưa ạ? Thì tiếp theo chúng ta lại lặp lại sang turn thứ 2 này. Chúng ta lại đi lặp lại từ tổ hợp đầu tiên nhá. Thì lại là cái bước test, chúng ta hất hông tại chỗ, được không ạ? Đi turn đầu tiên, xong turn đầu tiên, đến sau lượt thứ đầu tiên đến lượt thứ 2 thì kết thúc lượt thứ 2 thì cái bước mà chúng ta nối vào thì nó sẽ là bước xoay tại chỗ. Thì là cái bước xoay tại chỗ thì chúng ta bước chân phải đếm này. 1, 2, 3, 4, được chưa? Và các bạn thấy cái hông này nó xoay lên hướng 12 giờ này. Tiếp theo 5, 6, 7, 8 thì cái hông bên phải này nó lại xoay lên hướng 12 giờ nhá. Thì ta sẽ làm động tác này 4 lần 8 nhịp, được chưa? Ok. Đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ có một phần tổ hợp cuối cùng là phần tổ hợp kết bài, được chưa? Thì phần đầu kết bài thì chúng ta sẽ đi zig zag giống như cái phần tổ hợp thứ hai ấy. Nhưng mà nó hơi khác một tí là chúng ta sẽ đi một câu 8 đi lên và một câu 8 đi về. Thì ví dụ thì chúng ta đi chéo lên thì chân bước này. 1, 2, 3, 4 đi tiếp. 5, 6, 7, 8 đến đây chúng ta đi ngược trở về. Tiếp theo 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được chưa? Và chúng ta đi chuyển sang ngang. 3, 2, 3, 4 và chúng ta xoay về. 5, 6, 7, 8 được chưa? Và chúng ta lắc không tại chỗ. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy chưa? Và lặp lại một lần nữa là chúng ta sẽ đi đến cái bài tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sang ngang. 3, 2, 3, 4 xoay về này. 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy chưa? Chúng ta lặp lại 2 lần là kết bài. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.